Xin chào tất cả mọi người nha. Thì sáng nay mình lại ra đồng mọi người. Sáng nào mình cũng ra hết. Thì hôm nay mình đi tới đây thì mặt trời lên rất là đẹp luôn mọi người. Đây. Mọi người lên ở góc này nè. Do cái điện thoại mình nó quay không có được đẹp đó mọi người. Chứ đứng bên ngoài nhìn nó sẽ rất là đẹp luôn đó nha. Hôm nay thì mặt trời nó vừa chớm lên luôn mọi người. Mấy hôm nay thì ở đây ở đâu nó có mưa rải rác mọi người. Nhưng mà dông với sóng chớp thì nhiều. Chứ mưa thì không có bao nhiêu ha. Thì hôm nay mình lại đi ra cái lỗ đó mọi người. Mọi người thấy nó rất là lạ không? Hồi xưa không đi khu này được đâu mọi người. Giờ bây giờ người ta làm lúa mình mới đi được đó. Mình ngồi đây ngắm mặt trời lên mọi người. Thì cũng đám ruộng này nhưng mà hôm nay người ta đã xạ lúa vụ 2 rồi mọi người. Xạ lúa vụ 2 rồi. Đang gạn nước ra mọi người. Thì ở đây họ lấy nước là mương nước lấy ra lấy vô ở bên kia mọi người. Chứ không lấy ở đây. Mặt trời lên nhưng mà rất là nhiều mây luôn mọi người ơi. Che khuất đó luôn rồi. Mình dự đoán là khi mình đi ra tới đây mình quay thì cái mặt trời sẽ lên cao lắm mọi người. Ra tới đây thì mây đã che rồi. Mất rồi. Chúc tất cả mọi người một ngày vui nha mọi người. Mọi người ủng hộ kênh mình nha. Kênh mình quay còn yếu quá. Mình chưa có được nhiều video với mình có một mình nè. Công việc nhiều, không có đi lại nhiều được. Mọi người thông cảm mình nha. Xin chào tất cả mọi người. Chúc tất cả mọi người một ngày vui nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.